vũ khí bất hợp pháp thì đưa về DOC hay là trụ sở. Đó, cũng được đó. Có lẽ là vô thì qua trụ sở đóng đi vô cầu đây. Cho về đóng đi. Cho về đóng. Vừa phạt tiền vừa đi tù luôn đi. Cho biết. Sao cứ thích qua Karasino thế? Nó là đạp 14, 12. Anh em mình là một gia đình là chơi hết mình là lên thiên đình rồi nhảy sập sinh, nhảy sập sinh là nhảy sập sinh. Yeah. Cũng thánh à? Đi tử tế.